bỏ chúng con thì cũng vì dịch mở cửa nơi xa quân chẳng về được. Cha ơi, ngày hôm nay con về với cha thì được 1 tháng 23 ngày. Cha lại đỡ dứt tình, cha bỏ con gái bác cha đi. Cha ơi, chúng con cũng biết rằng công cha như mẹ thì như biển bằng trời. Cha ơi, xin các con ra gái trai cha mẹ lần tạo nuôi các con vất vả trường thành. Cha ơi, lớn lên 18 đôi 10, trai thì cha dựng vợ, gái lớn cha mẹ gả chồng, cho chúng con đều được có phần có nơi. Cha ơi, đến ngày hôm nay khi các con đều được yên bề ra thất trời thì các con còn đấu cha đấu mẹ ở đời. Đoàn xin được dừng lời để cho lễ về thăm viếng cụ. Trân trọng và kính mời phần thăm viếng đồng thành của gia đình cháu Vinh Dung ở A2 Bắc Sơn cùng với cháu Xuân Lan ở Quân Xóm dâng lễ về đề thắp hương nằm lên viếng cụ. Trân trọng kính mời cụ ơi, các cháu từ ở Bắc Sơn, các cháu từ ở Quân Xóm nhận được tin cụ chú ơi thở.